chiều. Bật mid anh em ơi. Ồ, trên cũng treo nhưng mà có team chết map rồi. Ở khu 10 nó chết qua khu số 25. Bên phải cũng có khu 3 chết. Thượng nhân dưới 8 luôn kìa. 8 đánh nhau anh em ơi. Rồi vậy là mình có kèo khu 8 rồi. Nghe đánh nhau là thấy vui liền. Tiêu dao nha, khu 2 tiêu dao luôn. Trời ơi, tăng kiếm. Lột hết. Ui chết cha, ngu chạy ô. Ngu tự nhiên chạy ô. Nó chết rồi. Mình kiếp anh em ơi, mình kiếp anh em ơi. Cha biết mình kiếp gì. Ủa kỳ môn thuẫn chứ. Kỳ môn thuẫn em vô nó cho rồi. Ngon vậy, mới vô có kỳ môn thuẫn là ngon rồi. Nhà có được thấy huyền tịnh thân rồi nè. Nãy hôm nay chết thằng 3, biết mình đã thấy mèo ấy giá. Chắc phải em xong vô 23 chơi quá. Đợi chút 3 giây, 3 giây, 3 giây. Ok. Có khi nó rồi đi nè. 23. Ô, con lôn, trường ca, tàng kiếm đó nha, bắt tàng kiếm. Tàng kiếm bị định rồi. Rồi tàng kiếm chết. Team cầm tay, nó chạy này mà. Vãi chóng vậy? Từ từ anh em, từ anh em. Đừng lên, có team khác bên đây đó. Chắc nó quét trong đấy rồi, nó mới chạy lên. Trường ca cũng là, ôi, chà, chưa hỏi chịu cuối. Chết rồi, mất bẫy. Vậy là chính anh em mà, nhanh, không chết nó, vậy là chính đi. Một con chết, tụi nó hai team lần nha, hai team nó bắt nhau lần á. Tụi nó là hai team lần. Mười mấy giây nữa nha, có chút cuối đi nha, trên kênh cửa. À hơi con tìm đi sao sọt tìm đó. Phụ. Rồi nhai canh cửa cho nó qua nhai lên chiều cuối bảo kê. Nó thấy thiên tâm nó chạy mất. Bị. Quay ra tôi chưa làm gì bây giờ. Hồi máu thôi. Rồi chị thiên tâm bảo kê cho hai hệ kim hồi máu. Hồi chiều là mới lên clip và thiên vương bảo kê thiên tâm. Tàn kiếm ôn. À căng vậy ta. Chắc nhà nghĩ anh em nên chạy vô trong anh em ạ. Đánh được. Nó hết máu rồi, nó hết máu rồi. Từ, bình tĩnh. Nó hết máu rồi. Để nhai đánh thôi. Thiên tâm không có chiêu cuối là khó. Khó sống lắm anh em ạ. Nó hết máu rồi. Đừng có lên lại, có tim, đừng có lên lại. Kìa. Ôi, vãi nồi. Á đang dí con đang kiếm trong. Thôi anh Cường lại đứng xem rồi. Phải xem TV rồi. Tại vì nhai chờ hồi chưa cưới là nhai qua bữa nó liền à. Ở trên có con cung luôn. Để nhai lên chết lại cho. Thế rồi. Trên trống rồi. Bên 2 nó sang 2 rồi. Rồi nhai lấy ra cho em hồi máu. Lâu vãi. Lên bia kíp. Bắn chiêu liên tục. Con này nó hết chiêu là nó mỏng lắm. Nó dễ sốc đam. Dễ bị người ta sốc. Ồ 2 vẫn còn. Đang đánh nhau 2 ở Mỹ. Để nhai qua 2 cho. Và kiếm xịu. Kìa đang kiếm. Ok. Không định dùng chiêu cuối nhưng mà thôi. Nhanh mở nhanh đi. Nhanh còn rút. Em đứng sẵn đây cái gì qua trái á. Mất chiêu cuối kìa nha, có gì là nhảy liền luôn á. Nay vẫn còn bị. Bết 30% máu, khó lên phải ứng liên lìa. Không được hết trời. Vậy mà không ai lên nhặt, không ai lên nhặt. Hình như có cục như vậy, sắp có đồ ăn mới. Hồi chưa quýnh tuyệt địa cầm thiên tâm cân 2 cân 3 đã.
Nhưng cẩn thận mấy anh tàn kiếm nha, nó sọt đau dữ lắm luôn á. Ôi có thiên nhẫn nha, thiên nhẫn nha. Chạy đi, nhai 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 nhai, làm tới xíu máu rồi, nhai quay qua cho nó sợ. Xuống đi. Em có bất tử không? Em có tử thì bắn luôn đúng không? Thằng Thủy nó ngạc, giết thằng Thủy. Man, hai đứa nó đầy máu. Qua được nha, qua luôn nha, nhai qua luôn á. Qua luôn. Rồi Thiên Vương chết nha, xuống bắt thiên nhẫn luôn á. Thiên nhẫn chơi 4 nè. Ôi, qua cửa. Rồi Thiên nhẫn chết luôn rồi. Qua đi. Em mua đồ với. Hết đồ để mua 7 giây mở kiếm không ta. Ô kịp luôn, thanh quá, được miếng đồ nè. Tàn kiếm Thiên. Dài cầu trời thương nhân nó ra. Ô Thiên Tâm mới chạy qua bên hai nha. Hai thủ, hai thủ, hai thủ, dụ cho nhai mất chiêu mà khống chế nó luôn anh em. Em đánh nó. Đuổi luôn nha. Ô tìm khác nữa. Rúc. Thần cơ Thiên Vương. Có Thiên Tâm kìa, cẩn thận. Ô chết. Nó sắp hết chiêu cuối, nó sắp hết chiêu cuối nè, nó bị đóng băng nè. Ôi chết cha, nhiều lính không vậy? Ôi nó lại lên chiêu cuối nè, em ơi, chạy đi. Giót. Ở bên đó nó có thông không? Từ từ, nhai nghĩ nó sẽ lên trên mà nó sẽ hồi được máu. Để nhai bắt nó cái đã. Ô nó hồi máu đây kìa. Nó lên trên 25 rồi nha. Nó quay lại, chưa. Ủa nó đâu rồi? Chết cha, mất chiêu cuối rồi. Phi quá. Nó bị em bắt rồi. Bỏ đi. Hồi máu chút. Để nhai lên chết 10 cho dễ hồi máu. Mười trống nha, lên trên đi, đừng ở dưới. Còn 5 đội luôn kìa, mấy team kia quét map ghê trời. Team tàn kiếm quá mà. Con này giờ cần tấn công bạo kích cái nữa là ngon lành liền. Lận. Trái trống không anh ơi. Trống. Hồi máu đi, nhai xuống dưới. Để nhai về thương nhân cái đã. Đánh cái bàn quá này nữa là xong. Có quần ở dưới khu chính nè. Xuống đây. Ok, xuống thương nhân mua đồ. Đi xuống dưới luôn. Không có ai. Không còn gì luôn. Đi xuống kiếm. Này đây, tàn kiếm. Đây. Có thằng cơ nha, bắt thằng kiếm chứ không kể thằng cơ. Rồi ok. Còn trong Thiên Vương nữa kìa. Trời ơi. Chết cái thằng cơ rồi. Thiên Vương thì chắc nó còn quần. Nó chạy ra. Ok, nó chạy đi. Lấy được quyền tăng bí kíp. Giờ mình hồi chiêu cái đã. Ha, nhiều tàn kiếm mấy cái. Tàn kiếm bất lực. Chết luôn. À, có tấn công. Nó bị thương, nó đứng luôn. Để nhà vô trong mới có đồ ăn thì chết không, cái cẩn thận nha. Rồi. Ảo tưởng xuất hiện. Có quần trong này luôn nè. Rồi nha, chạy chắc là nhai qua bên 4 nha. Ăn quần đi. Ôi con gì quá, Thiên Tâm à. Thiên Tâm. Ôi chiêu cuối, nó đang chiêu cuối, né sang nó ra, Mày qua ô đi. Còn sao đâu, nó qua ô là nó u rồi. Ôi Thiên Nhẫn bên này. Ồ, Thiên Nhẫn tự nhiên chụp chiêu cuối chết mẹ Thiên Nhẫn. Đâu ra vậy bà Thiên Nhẫn. Cho em hồi máu đấy. Hồi đi. Ông Tường mình vẫn chưa mở được, cứ hồi đi. Ba đội. Thiên Tâm đánh gà vậy. Thiên Tân hình như nó đang theo team mình với con đó quýnh nhau, sao nó chụp chiêu cuối định bắt, ai ngờ nó bị nhiễu chúng chết luôn. Đi anh. Hồi máu đi, để nhai canh cho. Tội nghiệp thanh niên Thiên Nhẫn thiệt chứ.
này thì ăn hôn, gặp thì yên tâm là dám ăn hôn. Ăn nhai cái quần, nhai nhai chạy qua bên một, nhai chết lên tới chín, một trống nha. Đây đây có con quần, Thiên Tâm có quần, con Tâm có quần nha. Bỏ. Nó quay lại hai á, nó đang rượt nhai á. Ồ, xém chết với nó luôn. Nhai đang đóng băng á nè. Chạy đi, nó chết rồi. Rồi nó chết rồi. Nó biết nó chết rồi. Có quần mà quýnh không chết mình, anh em thấy là Thiên Tâm là tiền rồi cầm nha anh em. Máu dưới này luôn nè, Trâm ơi. Còn phải xem Dương Môn ai cầm nữa. Xem Dương Môn ai cầm nữa. Đúng rồi anh em ạ. Mình phải ghi nhận công lao đồng đội của mình. Giờ sao đây, giờ mở rương à. Chị Tùng đi kiếm nó đi chứ, em quên đó. Nó nè. Con gì vậy? Ôi, sao mà Thiên Vương thì thôi cho đánh. À, ôi Thiên Vương thì cứ chia ra kiếm nó thôi. Kiếm nó đi. Nó đi, tưởng đâu còn phải gì. Thiên Vương ghẻ. Phòng chống nhiều ô quá, tìm sao được. Nó không canh được hết quần, nó xả chiêu cuối rồi, nó hết quần mà nó không chịu chạy, nó bị nhai vừa hồi máu vừa đóng băng nó chết luôn. Không thấy ai. Ôi, ai vậy? Nè, nó mới xuống khu 25 xuống, nó lên lại 25 rồi. Thành niên chạy ghê đó. Có mình nó không chết rồi. Bí ơi, con cắn cái niệm con hư rồi sao Bí? Thanh niên nãy giờ ngủ rồi, mới dậy giờ phá nè, bắt đầu gặm đồ. Đang đồ dẫn xuống nhà, đang đi tiểu đó. Mèo mèo nãy giờ. Đợi lên xíu. Bí, hư cái niệm. Này. Bốn. Nhớ dính chiêu Thiên Tâm cái là nó giảm tốc độ di chuyển liền. Chạy cho nó mà không kịp. Lăn thế, đây không một qua. Bốn rồi. Nó bị thương. Em mà không bắt được. Chi dí nó đi này. Thương nhân nè. Mẹ chạy nhanh thật. Qua một lại rồi. Cho bạn nữ solo hả? Thôi kết thúc tâm ma cho anh em đi ngủ. Cho solo cũng được. Em sẽ tìm nó trước em xem. Không thấy nó đâu. Trời tưởng. Nhai còn phải dắt con báo cho nó xuống nhà chứ không nó cắn rồi banh cái niệm nó anh em ạ. Nó bên 5, giảm tốc độ di chuyển. Nó qua 6 là nó chết cha nó với nhai. Nó chạy qua lại 5, nó chạy qua lại 6. Nó bị thương rồi. Đây kẹt cái nè. Lên quần chưa chạy được, một. Rồi hai vừa chạy hai bên đi. Nó ba. Lần này thì hết chạy. Diễn nó đi. Rồi, win được 2 trận tâm ma trên ngày, quá là tuyệt vời. Ủa, có 2 cái quần luôn à, đâu ra vậy? Hay quá.